Anh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Và sa thú kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa giác đẳng cùng chư tôn đức và kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Bích Thà. Dạ, sa thú, kính cảm ơn cô Huệ Ngọc. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh và từ bi hoan hỷ. Thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô Huệ Ngọc đã thay mặt đạo tràng để làm giới tử. Dạ, Nam Mô Bích Thà giá. Dạ, trước nhất con xin sám hối với quý ngài và đạo tràng, bên con cúp điện nên từ khuya tới giờ nên là bài vở con rất là lu bu, con có gì sơ sức con rất mong quý ngài và đạo tràng hoan hỷ cho con. Nam mô Bích Thà giá. Đây là chương trình Phật pháp Bích Thà Tham Má trên mạng internet qua phao thoát Facebook và Zoom, mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, giờ Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, giờ New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, giờ Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Madrid từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, giờ Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ ba ngày 14 tháng 9 năm 2021 Phật lịch 2565, môn học tương ưng bộ Samyutta Tanikaya, bài 3. Những thứ thật sự có giá trị ở đời: kinh tài sản Vít Tá Xuất Tăng, chương một tương chư thiên phẩm đoạn. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tề Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính dâng mít đến ngài. Bồ Tát kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ tăng chúng. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học một bài kinh mà nó có một cái điều trùng hợp là câu hỏi của vị trời và câu trả lời của Đức Phật, nó tương tự như câu hỏi của Dạ Xoa A La Quốc Cát và câu trả lời của Đức Phật cũng là cái câu trả lời mà Đức Phật ngài đã thuyết cho Dạ Xoa A La Quốc Cát, một trong ba câu hỏi. Và trong bài kệ này thì đức tin là tài sản quý báu nhất khéo tích lũy thiện pháp mang đến sự an lạc. Ở đây quý vị, trong cái điều thứ hai đó, tham mô sức chinh nô, cái chữ tham mô mà chúng tôi
lúc trước có lần đã nói khi giải thích cái chữ tham mô, chữ tham mô nó có nhiều nghĩa, mà chữ tham mô trong trường hợp này trong chú giải thì nói rằng tham mô tí đà sát của sa cầm bà thô cầm bà thô, tức là thập thiện nghiệp đạo. Chữ tham mô ở đây là thập thiện nghiệp đạo. Thân từ bỏ, sát sanh trộm cắp tà dâm, khẩu từ bỏ, nói dối, nói đâm thọc, nói độc ác, ý từ bỏ, tham ác, sân ác, tà kiến ác. Đó là 10 của sa lắc cầm bắt thu, tức là 10 thập thiện nghiệp đạo. Khi mà nói rằng chánh pháp khéo tu trì thì cái này quá lớn thưa quý vị. Thật sự ra thì chỉ xuất chinh nô không phải là khéo tu trì đâu. Chữ chinh nô là quá khứ vô từ của động từ chinati mà chúng ta học ở trong phần ngữ Pali đó. Chinati là thu nhập, lượm lặt, tích lũy, chất chứa. Và cái tiếp là ngưỡng xúc, có nghĩa là tốt đẹp, là khéo. Cái này chỉ đơn giản tức là khéo tu tập thiện pháp thôi, khéo tu tập thiện pháp, khéo tích lũy thiện pháp được rồi. Thì như vậy ở đây chúng ta có bốn chi pháp, một là đức tin, hai là thiện pháp, ba là chân thật, và bốn là trí tuệ. Và trong cái bài kệ này có cái điểm đặc biệt giá trị như thế. Hôm nay chúng ta sẽ được nghe giảng giải rộng rãi về bốn pháp này. Do Thượng tọa Tuệ Quyền, vị giáo sư hôm nay sẽ thuyết giảng. Bây giờ thì xin mời cô Nhật Quỳnh đọc cho chánh kinh, sau đó cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Quyền. Nam mô Bụt Thầy. Và sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Tự Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, cảm ơn Thích Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Môn học tương ưng bộ, những thứ thật sự có giá trị ở đời, kinh tài sản, vít tá xuất tăng, theo Phật pháp, con đường sống định hướng theo giá trị mà mình tin là tốt nhất. Cao quý nhất, cũng có những người sống cả đời vẫn không nhận ra cái gì xứng đáng nhất để theo đuổi, mà cứ thả bền bồng theo tháng ngày. Trong bài kinh này, một vị thiên đã hỏi về những giá trị cao quý nhất. Câu trả lời của Đức Phật không thể hiểu đơn giản qua văn tự, mà cần sự lãnh hội sâu sắc về những gì được xem là đáng có trong cuộc sống phù du này. Kinh văn, vị thiên: tài sản gì ở đời đối người là tối thượng, sự gì khéo tu trì đưa đến chân an lạc, vật gì ngọt tối thượng trong tất cả vị ngọt, sống cuộc sống thế nào được gọi sống tối thượng. Thế Tôn: lòng tin ở đời này là tài sản tối thượng, chánh pháp khéo tu trì đưa đến chân an lạc, sự thật ngọt tối thượng trong tất cả vị ngọt, sống cuộc sống trí tuệ được gọi là gọi sống tối thượng. Bản hiệu đính, vị thiên: tài sản gì quý nhất, khéo tu gì an lạc, vị ngọt nào tối thượng, lối sống nào tốt nhất. Thế Tôn: niềm tin tài sản quý, trì pháp tất an lạc, chân thật vị tối thượng,
sống sáng suốt tốt nhất. Thích Văn. Thế không, niềm tin tài sản dạ con xin sám hối, hôm nay con có chút xíu trục trặc ạ. Sáp tha, đức tin, niềm tin, viết tá, tài sản, sản nghiệp, sự giàu có. Sáp tá, thối thượng, quý nhất, tốt nhất, thâm má, pháp, chánh pháp, lẽ chánh. Su chinh na, khéo hành trì, khéo thực hành. Su khá ma, qua hát tí, su khá, cộng a à, qua hát tí, nên hạnh phúc, mang lại an lạc. Sắp chá, sự thật, chân thật. Há quê, quả thật, thật vị. Xa, đu tá, vị ngọt, sự hợp khẩu. Ra xá, vị nếm. Banh nha chi vinh, banh nhá cộng, a à, chi vinh. Sống sáng suốt, sống với trí tuệ. Chi, vitamin. Chi cộng quý tá cộng a hữu được gọi là cuộc sống tốt nhất. Thích Nghĩa, theo sớ giải thì đời sống sáng suốt là lối sống thật sự mang lại lợi lạc như đời sống cư sĩ có bố thí, trì giới vân vân. Còn đời sống xuất gia nếu sử dụng hợp lý, nhu yếu với sự quán tưởng chân chánh, khi thọ dụng biết chọn thiền án thích hợp và thành tựu đạo quả. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, biên soạn giáo trình Thượng Tọa Giác Đẳng. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Tệ Siêu từ bi giảng giải bài học ngày hôm nay. Dạ sư có nghe được âm thanh con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Giờ thưa đại chúng được nghe rõ không? Dạ cảm ơn quý vị. Hôm nay cái 3G có thể vào được, dạ. Chứ còn ở trường đường truyền wifi thì nó không vào được. Bây giờ này học online cho nên nó rất là chậm, cho nên phải vào 3G. Thì cũng hôm nay thì được, ủa thì không, dạ, cũng tự duyên. Và chúng con thành kính đảnh lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng, kính lễ đến Sư Phụ Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Tuệ Đức, Đức Tuệ Tri, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng đang hiện. Dạ con thỉnh sư cầm bích trở lại à, đạo tràng chúng con không còn nghe được âm thanh của sư. Dạ con kính dâng bích đến sư. Thưa quý vị, có lẽ là Thượng Tọa Tư Quyền đang gặp trở ngại về kỹ thuật. Chúng ta kiên nhẫn chờ đợi trong chỉ lát.
trong lúc chờ đợi chúng ta thực quyền trở lại thì chúng tôi muốn lưu ý với quý Phật tử là trong việc học Phật pháp có đôi khi chúng ta có những cái cố chấp nó hơi nặng và những cái cố chấp này mới nghe nó chỉ là sự lý luận thôi, nhưng mà rồi lâu ngày nó có ảnh hưởng rất là tai hại. Thí dụ như là kinh nghiệm đến khi chúng tôi sống ở trong chùa và ở gần các vị tu sĩ, và trong đó kể cả một số các vị tăng sĩ, tu sĩ Phật giáo Tam Tông đó, thì đôi khi chúng ta đề cao vấn đề là đạo Phật là đạo của trí tuệ chứ không phải đạo của đức tin. Mới nghe thì nó có vẻ như hợp lý. Nhưng mà thưa quý vị, câu nói đó không có trong kinh. Ở trong kinh thì Đức Phật Ngài dạy rằng trên phương diện pháp hành đó, thì năm cái lực là tính, tấn, niệm, định, huệ. Cái năng lực đức tin cũng là một ở trong những năng lực. Cái lực rất là quan trọng pháp hành. Pháp học ở đây đó thì không phải chúng ta nghe riêng trong bài kinh này, mà ở trong nhiều bài kinh khác nữa nói về giá trị của niềm tin. Thậm chí là bây giờ có nhiều vị phủ nhận thẳng thừng những gì thuộc về nghi thức, thí dụ như là cái chuyện người chết rồi thì tụng kinh hay là hồi hướng thì nó không có cái giá trị gì hết, vì nó chứng minh là ở trong kinh có đoạn là nói rằng cục đá mà bỏ xuống nước thì nó chìm, và bao nhiêu người cầu nguyện thì đá nó không thể nổi lên, thí dụ như vậy. Chúng tôi cũng có nghe một vài vị không phải là vị sư thường mà gọi là thuộc hạng giảng sư đó, thì cũng nói một cách rất là mạnh mẽ. Thưa quý vị, thật ra thì những cách nói mà rất là mạnh như vậy đó, theo chúng tôi nghĩ rằng nó dễ dẫn đến những cái nhìn rất là cực đoan, rất là tai hại. Dĩ nhiên là ở trong đời sống này chúng ta biết rằng trí tuệ đó là một cái gì rất là quý cho đời sống tu tập. Nhưng mà cũng phải nói là chúng ta chịu nhìn và nhìn thật kỹ từ ở trong kinh điển xuyên qua lời dạy của Đức Phật cho đến ở bên ngoài, cuộc sống bên ngoài, thì niềm tin đóng một cái vai trò rất là trọng yếu. Ví dụ như khi mà Đức Phật Ngài dùng cái ví dụ của người làm ruộng thì Đức Phật Ngài dạy rằng đức tin là hạt giống. Đức tin là hạt giống. Và cái chủng tử nó quan trọng chứ không phải quan trọng. Chúng tôi có thời gian sống ở tại Thái Lan và có những tháng ngày sống ở tại Miến Điện của Thái Lan đó. Thì thưa quý vị, từ ở trong chùa mà bước ra ngoài đường, trên những cái nẻo đường đi khất thực và cái cuộc sống tiếp xúc với quần chúng ở bên ngoài, thì chúng tôi nhận ra một điểm là cả một cái nền văn hóa Phật giáo đó, người Phật tử mà sống mà làm được thiện pháp, sống mà đời sống an lạc, đều là những người có cái niềm tin mà chúng ta gọi là chánh tín, tức là niềm tin chân chánh, tin vào nhân quả, tin vào Phật Pháp Tăng, tin vào cái giá trị của pháp và cái gì mình làm. Bảo rằng trí tuệ thì thật cũng có đủ đâu. Ở trong đời sống của chúng ta phải là việc gì mà chúng ta cũng dùng tới trí tuệ.
Đôi khi thưa quý vị, có những người cái dụng lý luận nhiều quá, xét nét nhiều quá, họ lại bỏ qua đi những cái gì rất là đẹp. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là một người Phật tử đi chùa, họ vào họ gặp năm bảy vị sư dụ tỳ kheo hay sư ngồi ở cái bệ, thì những người này họ bỏ dép ra và họ tiến tới họ đảnh lễ ngồi. Chúng tôi không có thấy nhiều về cái nét mà của gọi là trí tuệ, nhưng mà ở đó chúng tôi tìm thấy một cái đức tin, một đức tin rất là bền, rất là ở trong lòng của họ. Và ở trong cái hội chúng nào mà người ta có niềm tin tam bảo hay là có niềm tin nhân quả, thì chúng ta thấy ở đó đó có cái chất liệu của cái sự gắn bó, cái chất liệu của sự tinh tấn, cái chất liệu của một cái gì đó mà rất là khác biệt với người không có đức tin. Cũng hai vợ chồng sống trong một mái nhà, nhưng mà người vợ là người có đức tin, thì cái hành xử khác với người chồng. Cũng tổ chức một đám tang mà người Phật tử, người tang chủ là Phật tử, mà người Phật tử có niềm tin, thì cái đám tang nó khác hơn là cái đám tang mà người ta không có đức tin. Đức tin là một giá trị lớn trong cuộc đời, và không phải cái gì mà mình làm nó đều cần phải biết một cách rất là cặn kẽ. Chúng tôi lấy ví dụ là rất nhiều lần trong cuộc đời chúng tôi đi ngang một cái ngã ba đường, và ngã ba đường đó vốn là chỗ hoang phu, nhưng mà có ai đó đã tạo một cái tượng Phật ở dưới cội bồ đề, có cây bồ đề có tượng Phật. Chúng tôi nói ở đây là ở tại Tích Lan hay tại Miến Điện hay tại Thái Lan, rất nhiều cái con đường dọc theo đường có những cái tượng Phật, có những cây bồ đề như vậy. Và những lúc đó nếu chúng tôi không đi trên xe mà đi bộ thì thường ghé vào lại Phật ba lại. Chúng tôi không biết là cái vai trò của lý trí nó đóng thế nào, nó làm cái gì trong lúc đó, nhưng mà rõ ràng là mình tận dụng những giờ phút đó, tận dụng cái cảnh quan đó, tận dụng cái sự thờ phượng đó để mà vun bồi cái niềm tin của mình. Mà chúng tôi cũng có cần suy nghĩ rằng à, Phật đó linh hay không linh hay thế này thế kia, mà đơn thuần là mình là con Phật, gặp tượng Phật đảnh lễ Phật thôi, mà đảnh lễ bằng cái niềm tin. Và chúng tôi cũng thấy có rất nhiều người trong cuộc sống họ bố thí, họ trì giới cũng dựa trên cái niềm tin của mình. Thậm chí là đi vượt biên giữa cơn sóng gió, sống ở những nơi mà không có chùa chiền, nhưng mà có đức tin vẫn khác hơn. Và cái đức tin đó là một thứ tài sản rất quý, khiến cho cuộc sống của chúng ta khác hơn. Thưa quý vị, chúng tôi đang tiếp lời Thượng tọa Tuệ Quyền. Nếu Thượng tọa Tuệ Quyền vào, quý vị quan hỷ cầm mic lên tiếng, tại có khi chúng tôi điện không có, chúng tôi không có nhìn màn ảnh đó. Hoặc giả là nếu Thượng tọa Tuệ Quyền mà không có giảng được ngày hôm nay đó, thì dạ, Thượng tọa Tuệ Quyền vào rồi. Xin kính thỉnh Thượng tọa Tuệ Quyền quan hỷ cầm mic lại. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, quý vị nghe chúng tôi nói rõ không ạ? Dạ, nếu quý vị nghe rõ báo giật, dạ, cảm ơn sư tỷ tri. Con cảm ơn Thượng tọa điểm khuyết cho con chút xíu. Dạ, thì cũng vô thường, hỏi với con nữa, giàu tới đây thì cũng hết sức rồi đó. Con... Duyên đó.
Dạ con thỉnh thường tòa tệ quyền cầm bịch trở lại ạ. Dạ mô Phật, dạ thì nó cũng bị trục trặc hoài vậy đó, rồi bây giờ thì mong rằng là được tốt. Thì kính thưa quý vị, một niềm tin quả thật, nếu con người sống không có một niềm tin thì đời hay đạo gì, người đó cũng không có thể có một cái nơi nơi chốn để đi về được. Và nếu như nói rằng Đức Phật này trả lời cho dạ xoa la quá cá hay đồng bình kinh hôm nay cũng như thế đó, niềm tin chính là hạt giống hay là cái tài sản quả thật. Đối với con người, nếu như chúng ta làm ra cái tài sản thì nó cũng nhờ từ 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 do việc của chúng ta làm. Như là các nhà nông, người ta có những cái gì, có những cái sản vật để sinh ra tài sản của người ta, hay chính cái tài sản đó đó nó hay là gọi là cái tài sản này chính là một cái chuyện gì, là một cái điều mà để chúng ta mới gieo trồng được, chúng ta mới sản sinh được những cái điều tốt đẹp trong cuộc đời này, hay hoặc những cái điều mà chúng ta cầu mong muốn. Cũng như là trong kinh chúng ta thấy cái gì là tài sản quý ở đời, nó chỉ là một niềm tin, nó là tài sản. Nếu như mà ở đây thì nó như là cái gì mà là niềm tin chính là cái tài sản, mà cái niềm tin này, cái tài sản nó như là một cái hạt giống vậy, như Đức Phật ngài đã trả lời đó. Niềm tin chính là một cái hạt giống, nó chính là hạt giống. Nếu như con người mà không có niềm tin, không có sự tin tưởng vào một cảnh giới và một cái đối tượng nào đó, thì dầu cho tà tính hay chánh tính, kính thưa quý vị, thì chúng ta mới phân biệt. Chứ có hai thứ, tức là một cái là chúng ta tin, một cái không tin. Thì một cái tin đó, thì dầu tin bất cứ cái lòng tin như thế nào thì cũng là lòng tin, dầu cho là tà tính nhưng cũng còn có cái phương pháp cứu chữa, cũng còn có phương pháp mà được được tốt đẹp. Thì từ có cái tài sản đó chúng ta mới sử dụng được. Thì cái tài sản đây là cái gì, kính thưa quý vị? Tài sản những cái thiện pháp của mình đã tạo. Nếu như đứng trên tinh thần tu tập, từ có cái niềm tin đó chúng ta mới tạo lập được những cái thiện sự, mà từ những cái thiện sự chúng ta gom góp thì đó chính là hành trang, đó chính là tài sản ở đời của mình. Với một con người sống mà vô thần thì con người đó sống nó dị kỷ, sống nó không có tin trời Phật, không có tin tưởng cha mẹ, không có biết quý kính trời Phật, không có biết quý kính cha mẹ. Những con người đã ác vô cùng, họ chỉ có cái gì, họ chỉ nghĩ được là đạt được mục đích bất chấp chấp thủ đoạn là như thế đó. Và họ có thể làm những cái chuyện rất là ác, từ ngàn xưa đã ác cho tới ngày hôm nay, cũng như ai mà người nào mà vô thần quý vị không có nên vô. Bởi vì sao vậy? Họ có thể giết chết chúng ta bất cứ lúc nào, họ có thể hại chúng ta bất cứ lúc nào. Nhưng ngược lại, bởi vì con người đó nó không có cái tài sản thiện pháp, mà nó ác sản không, mà chứ không phải thiện sản. Tức là những cái nghề nghiệp, những cái hành động, những cái lời nói của người đó đó, phải nói là chẳng qua tức là họ che, họ tô điểm cho cái tiền của, cho cái quyền chức của chính họ thôi, chứ không phải là một cái tinh thần mà để làm đến để mang lại cái lợi lạc cho đời, dù có là trời hay người gì cũng vậy. Kính thưa quý vị, thì cũng vậy, nếu như chúng ta tu tập á, chúng ta có một tinh thần thiện sự, không hiểu biết, có một niềm tin, thì người đó có gì có một lối về. Thì dầu cho mà là một hạt cát mà niềm tin, còn hơn là một núi tu di mà coi như là một cái tinh thần đoạn kiến. Cho nên vì vậy cái niềm tin rất là quan trọng. Niềm tin rất là quan trọng trong cái sự tu tập của mình, hay là trong cái đời sống của chính mình. Bởi vì trong cuộc đời này có rất nhiều người mang một niềm tin, nhưng cái niềm tin đó nếu đứng trên tinh thần Phật pháp thì nó phải là một niềm tin của chánh tín. Chúng ta biết tin tưởng, nhưng chúng ta tin tưởng ở một cấp độ, tức là chúng ta tin Phật, có sự xuất hiện của Phật,
Đức Phật là một con người bằng da bằng thịt, bỏ ngai vàng điện ngọc cung điện đi ra để tầm cầu chân lý, và cái chân lý mà ngài giác ngộ được đó chính là pháp bảo, và giải thừa hành thân những người đi theo ngài, đó là tăng đoàn tăng chúng. Và ở chỗ mà ngài chính ngài dạy một cái nhân quả cho cuộc đời, pháp nhân, pháp nào làm nhân pháp đó sẽ tạo ra quả. Cái nhân quả trong cuộc đời này là để cho chúng ta nhìn thấy một cách rõ ràng, nhân quả nó hiện, nó nhãn tiền trước mắt, tuy không chưa phải là một cái mà quả nhãn tiền, nhưng mà ở trong kinh mà đã dạy coi như là chúng ta coi như là làm những cái phước lành mà nó quả sanh nhãn tiền, hay là làm những cái việc ác mà nó quả nhãn tiền, nhưng cũng có những cũng không phải là được nhiều, nhưng điều mà cũng có những con người cũng có những hành động mà quả báo nhãn tiền, như là tích người manh cố che thân cúng dường Đức Phật quả sanh nhãn tiền, hay là chinh cha, hay là đề bà đạt đa, vân vân, là những người mà hại Phật thì quả báo nhãn tiền. Và cái quả báo nhãn tiền này trong cuộc đời nó cũng có nhiều lắm ở trong cái đời sống thường, bởi vì chúng ta không có thể phân biệt được những điều mà cái nó như thế nào, nhưng chúng ta vẫn thấy rằng đã có những người ác xấu, rồi cuối cùng họ kết thúc đến cái gì, kết thúc đến cái chuyện đau khổ và không không tốt đẹp. Đây chính là một điều mà nếu như chúng ta có sự tu tập thì chúng ta nhìn thấy. Và những người gặp được cái sự may mắn, gặp được một cái sự tốt đẹp khi mà bị một cái lực lượng chống đối, hay là bị một người nào đó đàn áp, và cuối cùng họ cũng về tới bến an toàn, vân vân. Thì nếu như người không có niềm tin thì người ta sẽ không tin tưởng bất cứ điều gì, và nếu như không tin tưởng bất cứ điều gì thì kính thưa quý vị, con người họ không có cái tài sản, con người không có cái vốn sống gì cả ở trên cuộc đời này. Không phải người ta đừng có nghĩ rằng cái niềm tin này nó là một cái men say, hay là nó một cái điều gì nó mu si mờ ám cả, mà cái niềm tin trên tinh thần cái lời Phật dạy nó rất là sáng ngời, đó là trên nhân quả, trên nghiệp báo, nhưng nó đánh động cho chúng ta xuyên qua nhiều thứ. Chúng ta tin Phật, chúng ta tin Tam Bảo, nhưng thật sự cái niềm tin này nó còn bất định nhiều lắm. Hay là chúng ta tin theo Phật, nhưng nếu mà có ông bà nào đó bay lên bay xuống, đi trên nước coi như thăng thiên động thổ vân vân, đi xuyên tường vân vân, là bỏ đăng họ nói họ là Phật, họ là thầy, là chúng ta chao đảo ngay. Nhưng khi chúng ta hiểu biết được Phật pháp thì cái chuyện nó rất là bình thường, chứ cái niềm tin của chúng ta không phải đặt coi như là nó lung tung vậy, mà chúng ta tin tưởng một cách vững chắc vào Tam Bảo. Thì cái niềm tin như thế đó, kính thưa quý vị, từ cái chỗ có một niềm tin như thế, như chúng ta tin tin nhân quả nghiệp báo, tin Tam Bảo, chúng ta mới, và tin có Phật, chúng ta tin có Phật xuất hiện, ngài là một con người giác ngộ, là một con người coi như là toàn tri Sapanyu ở trong tất cả pháp khắp cùng pháp giới này. Những lời nói của ngài đã được đầy đủ bởi sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Lời nói của ngài trước sau nó không có sai, nó không có lệch. Những gì mà kiếm ngôn khẩu từ, những gì mà Đức Phật ngài nói ra thì đúng với kinh, đúng với luật, chứ không phải kinh nói như thế này, luật nói như thế kia, luật nói như thế nọ, hoàn toàn không. Mà so sánh tất cả ở mọi bề những cái lời nói của Đức Phật, ngày trước ngài nói vậy, ngày sau cũng như thế đó. Và trong kho tàng kinh điển Tam Tạng, 84.000 pháp môn, không có cái gì, không có điều nào mà nó trái với cái điều nào, không có. Không có điều luật nào trái với điều luật nào, cũng không có lý pháp nào trái với lý pháp nào. Kính thưa quý vị, một cách rõ ràng như thế. Và khi chúng ta có một cái sự vững chắc như vậy, và có những con người thừa hành theo lời dạy của ngài, đó chính là tăng đoàn để thay ngài. Sau khi mà Phật tịch diệt rồi thì chính là tăng đoàn, là hoằng hóa độ sinh ở trong cuộc đời này. Thì như thế thì chúng ta có một niềm tin vững chắc ở trong cuộc đời, không phải là điều mà chúng ta làm vì chúng ta vì ngu si, chúng ta vì mê muội, mà chúng ta làm bởi vì chúng ta rất là tốt đẹp, như là cái điều mà đã nói đó. Chúng ta có một đời sống tốt đẹp, cho nên chúng ta mới thực hiện được đời sống đẹp. Khi
chúng ta có một lòng tin như vậy thì chúng ta mới thực hiện được cái gì? Thực hiện được thân của chúng ta không không có làm ác, tức là thân không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, khẩu chúng ta không mới không nói dối, nó hơi lửa, nó đâm thọc, ý chúng ta không mới không tham ác, sân ác, tà kiến ác, tức là chúng ta trì trì cái lời dạy, hay là trì pháp, hay là ở đây tức là cái sự tu trì của chúng ta, đó chính là chúng ta thực hiện làm không làm các cái việc ác. Mà chúng ta không làm các việc ác thì tự thân tâm của chúng ta được trong sạch, được tốt đẹp. Bởi một con người mà làm ác thì con người đó nó không được thoải mái, được yên ổn. Mà con người có cái sự tu tập, có một cái sự hiểu biết, có một cái sự tu trì đó, thì con người đó sẽ thực hiện được, cũng như nhờ có một niềm tin rồi quý vị mới thực hiện các công đức thiện sự, như là như là chẳng hạn như chúng ta mới thọ trì, như là chúng ta mới bố thí, chúng ta mới trì giới, chúng ta mới tu tu tập, chúng ta mới là tu tiến, mới cung kính, mới phục vụ, mới thuyết pháp, mới thính pháp, thì công đức hội, công đức cải chánh tri kiến, hay là vì có một niềm tin đó cho nên chúng ta mới sợ hãi các lỗi lầm, biết tội phước, biết nghiệp quả, mà chúng ta năng tránh xa những cái việc ác, và chúng ta năng tránh xa các việc ác và chúng ta thực hiện các việc lành. Đây là một điều mà đặc biệt, tức là do cái gì? Do có niềm tin đó, và do có niềm tin đó chúng ta mới có sự tu tập được. Tại sao mà các sư duy trì cái đời sống phẩm hạnh, cái đời sống xuất gia là cũng phải có một niềm tin, cũng như người đệ tử có một niềm tin, niềm tin đã có một trí tuệ, niềm tin đã đúng đắn đó, thì dầu cho bất cứ cái lý do gì, hoàn cảnh như thế nào, có nghèo khổ ra sao, có đau đớn thế nào về tình cảm, nhưng người ấy cũng biết nương vào, có một lòng tin vững chắc nơi lời dạy của Phật. Tăng một cái niềm tin, sự định đặt an toàn, cũng như ở trong Trung Bộ Kinh có dạy, tức là ai quy y Phật Đà chánh pháp với tăng già sẽ không xa độ xứ, từ bỏ thân làm người sẽ tràn đầy thiên giới. Những ai quy y pháp, những ai quy y tăng sẽ không xa độ xứ, từ bỏ thân làm người sẽ tràn từ bỏ thân làm người sẽ tràn đầy thiên giới, vân vân. Thì vì chúng ta có một niềm, có một lòng tin vững chắc, cho nên chúng ta mới tin tưởng, chúng ta mới quy y nơi Phật, quy y nơi pháp, quy y nơi tăng. Chúng ta quy y nơi Phật là chúng ta hiểu về cái tuệ giác của Phật, và chúng ta quy nơi pháp để chúng ta thực hành, để chúng ta nghe, để chúng ta nếm được cái hương vị của pháp, và quy y tăng để chúng ta nương vào chư tăng để mà chúng ta tu tập, để mà chúng ta cúng dường, để mà chúng ta lễ bái. Chúng ta nhớ, dầu cho có như thế nào, nhưng hình bóng tăng già còn ở cuộc đời này thì ngày đó cũng còn có những cái tư tưởng thiện, tư tưởng lành nó xuất hiện trong cuộc đời. Chứ còn không mà chúng ta cứ đối diện với cuộc đời mạnh được yếu thua hơn nhau bởi tiền của, bởi vật chất vân vân, hoặc là danh vị quyền thế, chúng ta chỉ như thế thì cuộc sống này nó rất là đau khổ. Rồi một lúc đó, bởi vì khi chúng ta còn sức khỏe, khi chúng ta còn cái điều kiện kìa, khi chúng ta đến tuổi già, khi chúng ta bệnh hoạn kìa, rồi chúng ta mới thấy, rồi mới thấy được một cái sự khổ đau trong cuộc đời này. Bởi vậy á, Phật dạy rất là hay, trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, cò già ủ rũ bên ao, cá tôm chẳng có, sinh sao chết dần. Chúng ta đừng có quá tự mãn khi chúng ta còn đang tuổi trẻ này mà chúng ta không tạo các thiện sự. Hay khi chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta còn trẻ, còn khỏe mà chúng ta không lo tu, là tự chúng ta đã giết chết cuộc đời mình. Cũng như kính thưa quý vị, cái sự tu tập này như là không, coi như là chúng ta không làm ác, tức là khéo tu trì, coi như là thập thiện nghiệp, thì ý chúng ta không tham ác, sân ác, tà kiến ác. Ở đó cũng chính là chúng ta, dĩ nhiên chúng ta không làm ác qua cái chuyện
không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói hay lửa, nó đâm thọc, không nói lời tham ác, sân ác, tà kiến ác. Thì ý ở đây, ý không tham ác, sân ác, tà kiến ác. Mà muốn được như vậy thì kính thưa quý vị, cái tham ác, cái sân, cái tà kiến được. Nếu chúng ta muốn như thế thì chúng ta phải an trụ vào một trong hai thiền quán hoặc là thiền chỉ samatha thì chúng ta mới được. Chứ còn nếu như mà chúng ta cứ đời sống mình cứ lưng tưng lang tang mà chúng ta không thực hành thì nó dễ gây ra cái ác. Bởi con người sống thiện á, theo đạo nó khác 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 rất là khác. Có người mà thiện hạnh thiện sự đó thì người đó khác với đời. Khác với đời là chỗ nào? Chính là người đó khác cái gì? Ở đời người khi người ta không sát sinh có, người ta không trộm cắp có đó, người ta không gian dâm có đó, người ta không nói dối có đó, nhưng chưa chắc ý người ta còn ác xấu với người. Người ta khởi lên những cái sự bực bội, những cái sự khó chịu, những cái sự mến thích và người ta mê mờ vân vân, hay người ta bị rơi vào cái cảnh giới đó là nó có, hay hoặc người ta có những cái tư kiến nó sai lệch, hay những có những cái chấp kiến nó tôn thờ những cái nó không đúng, thì ở đó chính là cái ác kiến nó khởi sanh lên. Thì kính thưa quý vị, bởi vì chúng ta đừng có nghĩ rằng thí dụ thấy người đó hiền không nói mà người ta lại là chưa chắc là người ta là lòng người tốt, bởi vì người ta chưa chưa hành động, chưa nói thì chưa biết trong đầu người ta nghĩ cái gì. Nhiều khi người ta nói, chúng ta gọi là bàn tay sắt mà bột nhung, hay lời nói người ta rất là nhẹ nhàng, nhưng điều mà đó bàn tay sắt bột nhung, lời nói có nghĩa là nó thiêu hoa, nó thiêu gấm, nhưng điều mà đụng vào một cái, khi mà hiểu ra một cái thì chúng ta đau khổ suốt cuộc đời chưa chắc. Bởi vì cái gì, cái ý này nó rất là quan trọng. Dạ. Mà có người tu dầu cho là đời hay đạo thì cũng vậy chứ. Dầu hay hoặc là hàng xuất gia hay cư sĩ, chúng ta cũng cần phải có một cái sự tu trì ở tập thiện nghiệp. Không dễ dàng đâu. Đừng có nói rằng là chuyện là chúng ta tu tập thiện nghiệp là tu coi như là tu tầm thường, và tu nơi cái giới cái giới này giáo điều kia mới là một chuyện lớn. Kính thưa quý vị, chúng ta nhớ ở đó nếu như mà chúng ta giữ gìn nó đó thì cũng chính là giữ gìn giới để cái gì, để định được sanh, để tuệ được 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 viên mãn đó, chứ không chỉ một chuyện bình thường đơn giản. Cũng như cái câu kinh mà dạy là không làm các việc ác, thực hiện các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời của chư Phật mà Sapapapa Sakaranam Kusala Supa Sambara Sachita Priyodapanam Etang Buddhana Sasana. Đó, bao nhiêu đó thôi. Chúng ta coi là cái pháp nó rất bình thường à. Pháp nó pháp bình thường thôi. Thì không làm các việc ác, mình làm các cái thiện sự là tốt rồi. Tâm ý không có ác xấu, nhưng không ác xấu, cái nào ác xấu kìa. Cái đó nó tượng trưng cho giới học, định học, tuệ học một cách đầy đủ. Mà giới ở đây như chúng ta thấy chính là một cái gì? Tức là khéo tu trì, tức là không làm thập ác nghiệp. Đó chính là giới chúng ta được tu trì một cách tốt đẹp. Và từ cái sự tu trì giới đó cũng như là chúng phát huy một cái gì? Ở đó chúng ta không làm các việc ác, chúng ta thực hiện các hạnh lành. Đấy, thực hiện các hạnh lành. Và từ chỗ đó nó đưa đến chúng ta, cái tâm ý chúng ta mới được trong sạch, mới được tốt đẹp. Và nhờ như thế thì mới có trí tuệ sanh khởi được. Tại sao nó sanh khởi được? Bởi vì chúng ta không làm ác, của chúng ta thực hiện các việc lành, thì ở đó chúng ta chấp nhận, chúng ta mới cố gắng chịu tu, ở tu tập thiền chỉ hoặc thiền quán. Và từ chỗ đó cái tâm tư chúng ta mới trong sạch, chúng ta mới thành tựu, chúng ta mới viên mãn được cái giá trị. Đây là giá trị thật ở trong cuộc đời. Mà tất cả chúng ta thấy không có cái sự thay đổi được. Mà một người mà có cái được tu tập như vậy thì kính thưa quý vị, rất là hạnh phúc. Bây giờ chúng ta cố gắng, chúng ta không làm, bây giờ chúng ta đành rằng tâm tư chúng ta cũng còn cái phiền não, nhưng thân và khẩu chúng ta trong sạch, đó cũng là một điều tốt.
tâm của mình còn thấu giật, tâm của mình chưa có chánh niệm một cách viên mãn, chưa có một cái tâm ý một cách vẹn toàn. Nhưng chúng ta phải có một cái mục đích, phải có một lòng tin, phải có một ý chí, phải có một cái ý niệm xuất ly, và phải có trí tuệ và có một quyết định cao cả, thì chúng ta mới thực hành theo cái chánh pháp này, cái giá trị này. Nếu như cái sự tu tập mà không được dựa trên cái giá trị xuất ly, thì đó là chính là cái sự nhàm chán, đó chính là một cái sự cầu mong biết rằng dục giới, sắc giới, vô sắc giới ở cõi đời này, tất cả những niềm vui, tất cả những điều gì mà chúng ta cho là vừa ai lòng khả ái, khả hỷ, khả lạc rồi, nó cũng vô thường rồi, nó cũng đi qua. Cái vị ngọt nó sẽ chấm dứt. Và sống cái vị ngọt đó chính là cái gì? Chính là cái sự đau khổ, cái sự mất mát, cái niềm đau, nỗi khổ của tất cả chúng ta. Và kính thưa quý vị, nếu như một người mà thực hiện được như vậy, thì người ấy quá là tốt đẹp, quá là hạnh phúc. Một con người sống mà không bị trói buộc, một con người sống mà không có bị những sự đau khổ nó vây quanh mình, đó chính là chúng ta đã làm được cái điều tốt đẹp mà nó đưa đến cái an lạc, đưa đến cái sự tốt đẹp cho chính ta. Và có một điều đặc biệt á, chúng ta nói thì hỏi rằng vị ngọt nào là tối thượng, Đức Phật ngài trả lời chân thật sẽ là vị ngọt tối thượng. Có thể nói vị ngọt ở đây chính là cái vị ngọt đó nó hợp khẩu vị chúng ta, nó hợp khẩu chúng ta mến, chúng ta thích. Nhưng điều đấy mà được tôn trọng sự thật không? Ở đời toàn nó là ăn bánh vẽ không, hay hoặc là người ta để ngoài nó ngọt vậy chứ nếm vô nó mặn chát. Giờ con người ít có biết tôn trọng sự thật. Ít có biết tôn trọng sự thật, tại sao vậy? Mình xấu là mình phải làm đẹp, để chúng ta che cái xấu. Nhưng chúng ta biết cái xấu, đó là giá trị đẹp rồi. Tại sao vị ngọt nó là một điều tốt? Kính thưa quý vị, không có một cái lừa gạt nào, không có một sự phản bội nào cho bằng. Đó chính là một sự giả dối, đó chính là một điều không thật. Từ trong tình cảm, từ trong việc làm, từ trong tất cả mọi thứ, nó phải có một cái giá trị của sự thật. Mình hợp ý, hợp lòng với tất cả chúng ta. Chứ nếu như giả sử như là nói rằng là như là giải rằng là sự thật thì nó mất lòng, nhưng chúng ta phải biết nghe cái sự thật. Chúng ta có lỗi mà chúng ta biết nhận được cái lỗi của chúng ta, chúng ta biết lỗi của chúng ta, biết thì đó chúng ta mới nhận chân sự thật. À thì chúng ta sai, chúng ta biết sai. Chứ còn sai mà cố tình mà quá quấy mà cho là phải, thì đây là cái điều hết sức là nguy hiểm. Rồi phải thì cho là quấy, từ cái sự thật mà chúng ta biến đổi cái điều là giá trị. Nếu như người nào biết tôn trọng sự thật, biết tôn trọng sự thật á, thì người đó mới có lối về, mới giác ngộ được chân lý. Một cái sự thật nhỏ mà chúng ta không nhận được, không thấy được, thì đừng ở đó gì mà chúng ta tu tập để mà chúng ta thấy được cái khổ hoàn toàn, không có. Bởi vì cho nên cần lắm những người, thí dụ như là thuốc đắng đã tật, sự thật nứt lòng. Đây là sự thật trong cuộc, cũng như chúng ta phải nhận chân ra cái phiền não nó là đau khổ. Cái vị ngọt này, đây là nhân tha đưa đến tham ái, mà chúng ta ghi biết rằng như vậy thì trước khi chúng ta tham ái, chúng ta coi chừng, chúng ta đang hưởng vị ngọt đây, thì coi chừng nó sẽ là đau khổ trong tương lai.
Nhờ như vậy mà chúng ta mới tránh né, chúng ta vượt qua được. Chứ nếu như trường hợp mà chúng ta cứ nghĩ rằng trong cuộc đời này nó luôn sẽ là một một cái điều kiện thuận may thuận duyên trong cuộc đời này cho chúng ta, không có. Người giàu cũng phải khóc, điều này nói vậy, người giàu cũng phải khóc chứ không phải người nghèo mới khóc. Tức là nói chung còn phàm phu chúng sinh là phải còn sanh tử đau khổ, cái vui cái buồn, cái hạnh phúc cái đau khổ của thân và tâm này nó luôn luôn nó diễn tiến đi qua. Và cái sự thật trong cuộc đời này chính là chúng ta, rồi chúng ta hãy sanh ra thì phải có sự già, sự bệnh và sự chết, đó là sự thật. Một cái chân lý hay là một cái sự chân thật mà được có cái sự tôn trọng thì làm cái gì trước sau gì nó cũng sẽ thành tựu. Người nếu như không có lòng tàm, không có lòng quý để biết đây là tội lỗi mà ghê sợ và hổ thẹn với cái tội lỗi của mình thì con người nó không bao giờ có thể phục thiện được. Con người đó không bao giờ có thể mà cứu vớt được, bởi vì không có cái tính phục thiện. Mà không có tính phục thiện tức là người đó không có cái ý niệm cái điều đúng điều sai, cái lẽ chánh lẽ tà. Nếu chúng ta nói trên một tinh thần, còn trên một cái hành động của họ đó thì họ không biết đón nhận như thế thì kính thưa quý vị sẽ rất là đau khổ từ đời này qua cái đời kia. Mà chính từ cái gì, chính từ cái chỗ mà chúng ta không nhận chân sự thật này thì chúng ta không bao giờ giác ngộ được chân lý, bởi vì chân lý là sự thật của cái sự khổ, sự thật của cái nguyên nhân sinh khổ, sự thật của sự chấm dứt khổ và sự thật của con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Hay nói một cách căn bản nhất á, tức là nếu như người mà không có một giá trị mà tốt, có một giá trị đúng đắn, có một giá trị chính trực, ngay thẳng và chân thật thì người đó không bao giờ thành tựu bất cứ cái điều gì mà nó tốt đẹp trong cuộc đời này cả. Chẳng qua tức là cái gì, cái sự che chắn, cái sự bao che, cái sự che giấu. Cũng như bây giờ đó, chúng ta có giấu có che như thế nào thì chúng ta không thể nào che giấu về cái bệnh của mình, che giấu về cái tuổi tác của mình trong cuộc đời này, hoàn toàn không thể nào được. Và cuối cùng chúng ta không thể che và chúng ta không thể tránh, chúng ta không thể giấu được cái sự chết, giấu được cái sự già, sự bệnh và sự chết, không bao giờ được. Mà nếu như chúng ta đây, chúng ta biết chúng ta sinh ra rồi chúng ta phải già, rồi chúng ta phải bệnh, rồi chúng ta phải chết, đấy là cái giá trị sự thật. Mà nếu như chúng ta hiểu biết được như vậy chính là cái đời sống có trí tuệ. Nếu như chúng ta biết được cái đời sống mà chúng ta không có ngay thẳng, không có đúng đắn, không có tốt đẹp, đó chính là cái đời sống mà nó tệ hại. Cũng vậy, một người tu, cái đời sống đối với cái người đời đó thì như là cái đời cuộc đời nó như thế, cho nên người ấy mới ly dục, mới ly tham được. Mà có cái giá trị ly tham, có giá trị ly dục thì đời sống của người cư sĩ á, họ mới biết bố thí, họ mới biết trì giới, họ mới biết tu tiến cung kính phục vụ thiết pháp tính pháp, từ hiểu công đức, họ hướng công đức vân vân. Từ cái đời sống cư sĩ đó họ mới biết cái gì, họ mới biết hướng tâm tu. Còn đối với cái đời sống xuất gia thì nó lại càng là cái điều tốt đẹp nữa, cái điều căn bản nữa. Bởi cái đời sống xuất gia đó, Đức Phật ngài luôn luôn khuyến dạy người đời sống xuất gia là một cái đời sống mà tri túc dễ nuôi. Sathanu và sinh vì ha ran tăng in tri Giêsu asam vũ tăng cô cha nam hiền mắt tăng nhung cô si tăng hiền quy ri dân. Ai sống quán bất tịnh khéo nhiếp hồ các căn, nếu mà ăn uống có tiết độ, không có biến nhát mà tinh cần thì ma không thể uy hiếp kẻ ấy như núi đá trước gió, và ngược lại cũng vậy. Nếu như mà sống mà không có
không có, có biết tri túc, sống không có, có chuyên cần. Khi chúng ta biết, khi chúng ta thọ dụng mà chúng ta không có biết vừa chừng, tức là không có tiết độ trong vật thực hay là trong mọi mọi cái tiện nghi, biết tiết độ trong mọi cái sinh hoạt của mình, thì ma sẽ uy hiếp kẻ đó như cây yếu trước gió. Đây là cái điều mình rất là đúng đắn. Bởi vì vì vậy cho nên khi mà người ấy có cái đời sống tri túc, có cái sự thọ dụng đơn giản, nhẹ nhàng, không kiêu sa, không có xe xua, không có trưng bày, không có bài biện nhiều, đời sống của người tu nó rất là đơn giản. Bởi vì chỉ là tam bi bình bát, có như vân du nơi này nơi nọ, hoặc là núi này rừng kia để mà tu tập, cho nên họ có một sự tự tin, có một sự, không có, có sự sợ hãi. Và như thế, và vì ấy mới có cái đời sống nó mạnh mẽ, có cái đời sống nó rất là tốt đẹp. Mà cái đời sống mạnh mẽ, cái đời sống tốt đẹp đó là do cái gì? Chính là con người đó mới tự sống một mình, tự đối diện với tất cả, với núi rừng, mà tu tập các cái thiền chỉ hay thiền quán. Thì cũng vậy, cái đời sống mà sáng suốt hay cái đời sống mà tốt đẹp đó, tức là đời sống có trí tuệ, mà đời sống sáng suốt hay là đời sống có trí tuệ đó, hay cuộc sống có trí tuệ đó, được gọi là cuộc sống tối thượng, chính là cuộc sống này nó không bị trói buộc. Một người cư sĩ làm sao có một đời sống mà chúng ta không có bị phải nợ nần, chúng ta không có bị phải bị mất mát cái gì cả, mà chúng ta có thể tự do, chúng ta có thể đi về trong thông dong và tự tại. Và ở đây đòi hỏi người cư sĩ đó phải có một cái gì? Đối với người cư sĩ cũng vậy, cũng cần phải có một cái sự trí, cũng cần phải có một cái sự yểm ly một phần. Khi mà người ấy biết tu, biết tu tập vào thiền chỉ hay thiền quán, cũng như là đề mục thích hợp đó. Còn vấn đề các hàng xuất gia thì giá trị tuyệt đối là các vị đó phải có một cái sự chuyên tu rồi. Mà ở chuyên tu cái gì? Đối với cái người tu á, là một trong pháp học, hai nữa là pháp hành. Một người tu mà không chuyên pháp học hay pháp hành, mà sống coi như là tà tà, sống qua ngày chờ qua đời, thì cái điều đó nó rất là bình thường rồi. Chứ đời sống của người xuất gia là một là phải có đời sống pháp học, hay có đời sống pháp hành. Chứ không phải là tu lâu mà lên sư cụ coi như rồi năm này tháng nọ ngày kia rồi bắt đầu rồi lên coi như trưởng lão mà chúng ta không biết cái gì, không biết thế nào là pháp học, thế nào là pháp hành, thì phải nói rất là tội nghiệp. Cái điều không quan trọng lắm quý vị, thì cái cuộc sống của người đó chỉ là sống nương nhờ núp áo cái chiếc bóng thôi, thật như vậy, chỉ nương nhờ coi như là hạt cơm manh áo của Phật, của Bá Gia Bá Tánh, chứ họ không làm được cái gì cả. Và cái điều đó nó đem đến cái sự bất lợi cho chính người đó, và ảnh hưởng hết sức là nguy hiểm cho pháp và luật này. Cho nên ở đây chúng ta có một đời sống trí tuệ, hay cái đời sống mà tương đối nó thông dong, nó tốt đẹp, mà theo nếu như theo lời dạy cái đời sống tối thượng, thì đối với cái người cư sĩ đó, thì chúng ta thực hiện các công đức phước lành, như là chẳng hạn như là bố thí, như là trì giới, như là tu tiến, cung kính, phục vụ, thiết pháp, tính pháp, địa công đức, hữu công đức, cải chính tri kiến, và chúng ta cảm thấy ham vui thích theo cái việc lành của mình. Đấy chính là cái đời sống nó, cái lẽ sống của chính mình nó vui. Quả thật thì xin tán thán cái công đức của chư Phật tử mà chúng ta vào room coi đây như là một giờ cái sự sinh hoạt mà thường nhật thường lệ của mình có, thường có. Nếu như không có, như chúng ta bữa đó chúng ta ăn không có ăn cơm vậy đó, thì chúng ta cũng được biết có một số người Phật tử khi mà không vào được room họ cảm thấy họ thiếu thiếu cái gì. Cũng như mà chúng ta đi chùa, mà thí dụ như chúng tôi thường thường chúng tôi họ sám hối đó, hay là người ta đi tụng kinh đó. Khi nào mà quý vị thấy hôm nay mà quý vị không đi tụng kinh ở chùa, hôm nay quý vị tới ngày sám hối vì không có đi lễ Phật, không có đi sám hối, không có đi nghe pháp, thì quý vị cảm thấy thiếu thiếu
Thì ngay cái đó, đó là một cái, đó chính là một giá trị lớn. Cái đời sống quý vị nó có cái có nó có cái sự cầu thị, nó có một cái sự sự thâm nhập một chút xíu. Chứ còn thôi đi cũng được mà không đi cũng được thôi, coi như là một năm 12 tháng coi như gặp cũng được không gặp cũng được thôi, coi đi một lần hai lần hay không đi cũng không sao. Phật dạy như vậy. Thôi kệ, mình tu đâu cho bằng tu nhà nữa. Cái chuyện đó là cái chuyện mà chúng ta biết nói một cách, tức là không có sự suy nghĩ. Bởi vì họ tránh né, họ muốn đi. Chứ sự thật ra một ngày thôi, chúng tôi nói thành thật luôn, quý vị vào room nghe nghe pháp thôi cũng là một điều khó rồi. Mà nó khó hơn nữa, chúng ta là một trong những thần hành để chúng ta có thể tiếp giúp trong việc bài vở, trong cái việc để thực hiện cho cái lớp học, cho cái chương trình sinh hoạt nó tốt đẹp. Đó cũng chính là một cái đời sống trí tuệ. Mà vì sao vậy? Bởi vì cái đó là nó là cái lẽ sống, nó là cái lý sống của mình. Hôm nào chúng ta vào không được, chúng ta thấy có thiếu thiếu một cái điều gì đó, hay chúng ta cảm thấy chúng ta rất là buồn, như là chúng ta có cảm giác như chúng ta không được cái đó, như là chúng ta không được tiền. Khi nào mà cái giá trị mà tiền và cái giá trị này nó so sánh, nó tương đồng như vậy đó, hay là cái ăn, là cái ngủ của chúng ta, cái uống của chúng ta, ngày nào chúng ta không nghe Phật pháp, ngày nào chúng ta không đọc kinh lễ bái Phật, hay chúng ta không thiền định, thì ngày đó chúng ta cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó, mà hình như là mình không làm tròn cái bổn phận của mình. Thì kính thưa quý vị, khi nào mà được như thế đó, cái này nói thành thật đó, là chúng ta có được một cái giá trị tốt đẹp của cuộc đời. Mà ở đó chính là cái giá trị gì? Nó sống sáng suốt chút xíu, hay là sống cái sống nó đúng đắn. Chứ sự thật ra, và tại sao cái điều đó nó là cái điều tốt đẹp quý vị? Bởi vì đó là hành trang để chúng ta mang theo. Bởi vì khi mà nhắm mắt đề đời, khi mà khi hơi thở này chấm dứt thì cái gì, nào của cải, khi hơi thở nó chấm dứt thì nào của cải, tiền bạc vợ con vật chất gì tất cả bỏ lại hết, ta đi một mình ta, và ta sẽ mang theo cái giá trị sáng suốt, cái đời sống tinh lương, cái đời sống đúng đắn, cái đời sống tốt này chính là cái lẽ chánh lẽ phải, chính là cái gì, cái đời sống tốt đẹp đó, cái đời sống sáng suốt đó. Nó là như vậy đó quý vị. Thì quả thật nếu như chúng ta vào, chúng ta thực hiện các công đức lành với cái gì cũng được. Ở đây quý vị có thể nghe được, có thể nghe pháp được, có thể nói pháp được, hoặc có thể là chúng ta cải chánh cái tri kiến của mình. À, cái điều này hôm nay chúng ta nghe nghe về cái niềm tin, nghe về cái điều chúng ta cần phải có cái sự tu trì, có nghĩa là tu tập cái khéo tu cái gì mà để được an lạc. Thì đó chính là cái gì, tức là biết trì cái pháp, biết trì cái pháp gì, các cái pháp pháp thiện, tránh xa các cái pháp ác. Tức là chúng ta biết trì cái thập thiện mà tránh cái ác, tránh cái thập ác nghiệp đấy. Thì cái gì bao nhiêu đó thôi là chúng ta thấy chúng ta có sự cải cải chánh tri kiến của mình rồi. Chúng ta biết tạo cho cái đời sống của mình phải biết được ở đây là cái việc ác, đây là cái việc thiện, đây là cái sự thật, đây là cái điều mà ác xấu, đây mà chúng ta cần phải tránh xa, và đây là cái giá trị chân lý mà chúng ta cần phải tầm cầu. Chúng ta cần phải có một cái sự biết giữ cái giá trị gì, cái giá trị chân lý. Và từ chỗ đó chúng ta mới tạo cho mình một cái lẽ sống nó tốt đẹp, nó an vui. Thì như thế thì chúng ta mới tạo được một cái hành trình cho chúng ta ở hôm nay và cũng như ở cái ngày sau được yên vui, được tốt đẹp. Chứ còn nếu như cuộc sống này rồi thì thôi, coi như là thôi trước sau cũng chết, thôi kệ, sống qua đời trời qua ngày, rồi trước sau chúng ta cũng chết, mà chết sao cho nó chết đẹp đây, chết sao cho nó chết tốt đây, chết sao mà cho nó có đầy đủ được đây. Thì vì chúng ta không cần thiết phải chờ cái chết, chúng ta chờ cái chết nó đến như thế nào, nhưng hôm nay chúng ta cần một lẽ sống, cần một cái đời sống đúng đắn, cần đời sống tinh lương, cần một đời sống thiện sự, cần một đời sống mà quý giá này. Bởi vì kính thưa quý vị, gặp được Phật pháp là nó khó, biết được Phật pháp lại càng khó hơn. Và nếu chúng ta được tu tập,
lại càng quá là khó. Cho nên nếu như biết mà quý trọng cái sinh mạng này, quý trọng cái mạng sống, hay quý trọng cái kiếp người này, thì chúng ta năng làm các cái việc lành, có niềm tin, có cái sự tu tập và tạo cho đời sống của mình nó tinh lương, nó đúng đắn và nó tốt đẹp. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, xin có đôi điều trình bày. Qua cái lời giải như vậy, chắc chắn cần cái sự thảo luận của Chư Tôn Đức Tăng để bài học hôm nay được nhiều cái điều tốt đẹp. Dạ, kính chấm dứt thời gian thuyết, trước khi dứt lời kính chân Phật Phước Lành để Đức Trời Đế Tích Tứ Đại Thiên Vương các vị chư tiên hồ địa chánh pháp, do đến các vị thầy đã quá bản cũng như thân bằng những thân của chúng tôi, vì mong tất cả được an lạc, được tấn hóa, và mong tất cả các vị chư thần chư thiên, các vị chân linh ở các nơi xin an lạc tấn hóa, và xin tất cả chúng ta cố gắng để tu tập để thành tựu cái sự an lạc của mình hiện tại cũng như ở trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sa thủ kính trình Thượng tọa Thượng Quyền. Mật Thượng tọa có thức máy và Thượng tọa có nghe được không? Nếu Thượng tọa thực sự nghe được xin tĩnh, Thượng tọa còn kỹ. Một lần nữa xin được hỏi Thượng tọa thực sự, Thượng tọa có mặt thức máy. Có ở trước máy và nghe được không? Nếu Thượng tọa. Dạ có. Nghe được. Dạ có. Dạ, dạ. Thì nói rằng ở đây chúng ta có câu là chánh pháp, chân thật là vị tối thượng. Dạ, chân thật là vị có tối thượng. Chúng ta nên hiểu câu đó như thế nào là chính xác. Tại sao lại là ví dụ vị gọi vị tối thượng là sự chân thật. Xin thưa tòa cho một vài cái cảm nhận. Alo. Dạ. Chân thật là nếu mình hiểu cái ý nghĩa chân thật, ví dụ mình đi học mình không hiểu bài thì nó không hiểu. Do mình chân thật, mình không nói dối, mình không hiểu, mình không có nói dối, mình không hiểu rồi nó không hiểu. Khi mình hiểu thì nó hiểu. Thì chúng ta, nếu mà chúng ta đem, chúng ta suy nghĩ đó, thì chúng ta thấy nó bao trùm rất là nhiều việc cái gì. Từ cái việc mà người ta hại nhau đó, người ta nói dối, nó đâm thật, nó thiêu dệt, nói những lời nhảm nhí vô ích, chuyện có nói không, chuyện không nói có đó. Thì rất là nhiều những cái chuyện trên đời, bao nhiêu cái đau khổ tang thương nó từ sự nói không thật. Ví dụ chúng ta thấy hiện giờ khi mà trải qua ví dụ mà Pakistan á, Afghanistan đó mà Saddam Hussein mà bị giết đó, thì một số tình báo Mỹ nói rằng có vũ khí hạt nhân nên Mỹ đánh như vậy. Thì chúng ta cũng thấy có nhiều cái trường hợp mà người ta chỉ cần lời nói người ta thôi, mình suy nghĩ sâu sắc chút xíu đó thì thấy chỉ cần lời nói thôi, hồi xưa nay nó cũng vậy quý vị. Chỉ cần một lời nói mà chúng ta thấy bao nhiêu cái trận chiến đó, chỉ cần một lời nói dối thôi. Ta cài người nói dối qua, rồi là ly gián đó. Nói dối thì mất đi sự thật. Sau đó thì nó sẽ xảy ra biết bao nhiêu cái nhân mạng đã chết, biết bao nhiêu cái chuyện mà đau khổ. Thành ra khi mà chúng ta hiểu được cái chân thật là cái vị ngọt đó, thì nó loại bỏ rất là nhiều những cái điều. Ví dụ mình học, mình sống, mình không biết Phật Pháp đó, mình nghĩ rằng mình không biết, mình nghĩ rằng không biết, cái đó là chân thật. Mình không biết thì mình nghĩ rằng mình không biết, bây giờ mình cố gắng mình học để mình biết. Còn cái người ba mớ thì nhiều khi họ hỏi họ biết Phật Pháp không, họ cũng thật sự họ không biết, nhưng mà họ ra vẻ ra đây là họ nói tôi biết. Hay là chúng ta thấy rằng cái người ta làm chứng thì họ hỏi có thấy không, đó nghe nói không thấy, họ nói rằng tôi thấy. Có thấy là nói rằng tôi không thấy. Có nghe thì họ nói rằng tôi không nghe. Không nghe thì họ nói rằng tôi có nghe. Thì những điều đó nó gây ra biết bao nhiêu cái sự tang thương. Nên Đức Phật Ngài nói rằng cái chân thật ấy, chân thật là cái vị ngọt đó. Ví dụ mình đối đãi với ai cũng vậy. Khi mình lừa gạt người ta một lần đó, người ta rất là đau khổ. Thành ra chúng ta hiểu cái biết bao nhiêu cái chuyện mà
mình ví dụ mình coi phim thôi, thì mình coi phim bao công đó, ví dụ như phò mã lừa gạt, lừa gạt công chúa, rồi khi mà bị cái đam mê của cải đó thì lại nói dối là không có vợ, nhưng mà thật sự có vợ có con rồi, rồi cuối cùng đó, tìm cách mình giết con của mình, sợ cái người con của mình, vợ của mình nói ra này kia nọ. Thì chúng ta thấy rằng những bao nhiêu cái chuyện như vậy, mình thấy rằng cái chân thật là một cái gì đó nó cứu cánh rất là nhiều, rất là nhiều cho chúng ta nếu mà chúng ta nói thật. Thành ra khi mà cái hiểu như vậy đó, có nhiều người khi mà biết người ta lừa mình rồi đó, người đó đau khổ, rất là đau khổ. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy rằng đó là chính là những cái lời nói dối trá thôi, những lời do nói dối trá người ta đó, để cho người ta không biết được điều đó, nên khi biết được cái điều đó là rất là đau khổ. Thành ra Đức Phật này nói là cái chân thật đó, chân thật là một cái pháp hoa la mật. Bởi chúng ta thấy rằng Bồ Tát phải thành hạnh chân thật, hạnh chân thật như vậy đó thì mới có thể thành Phật quả được. Còn nếu mà không có hạnh hạnh chân thật thì không thể nào tiến đến đạo quả, dù là độc giác, toàn giác hay tinh văn giác. Hay là dù nói thậm chí cái ít nhất đó là sanh lên cõi trời đó. Thì vì chúng ta hiểu rằng chân thật đó là một cái thiện pháp, một cái thiện pháp mà do cái tâm thiện Phật trí. Khi mà mình thấy ở cái chuyện đó là cái chuyện sai, thì cái trí thấy được chuyện nó sai. Khi người ta hỏi mình có làm sai không, mình nói mình có làm sai. Thì chúng ta thấy hiểu giống như cái người tu thiền quán vậy đó. Ví dụ tham khởi lên, biết có tham, mình biết có tham khởi lên, nó vừa khởi lên vừa sanh vừa diệt, mình biết nó như vậy là mình có tu. Hay là mình có sân á, có sân khởi lên, mình biết mình có sân khởi lên, như vậy á, mình biết được như vậy đó là cái sự chân thật. Chân thật là mình không dối trá bản thân mình, mà không có dối trá ở bên ngoài nữa quý vị. Bởi vì cái nếu mà chúng ta hiểu chân thật á, là một cái pháp mà Đức Phật ngày dạy, khi mà mình không có chân thật á, bởi vậy Đức Phật ngày mới quở La Hầu La đó, có một lần tôn giả La Hầu La vì vui á, vì vui, ví dụ như là Đức Phật thuyết pháp ở bên đây thì nói Đức Phật thuyết pháp bên kia. Sau này Đức Phật ngày mới đem cái hình ảnh một chậu nước đó, cái chậu nước đó đó mà dù là còn một chút nước dơ đó mà đổ nước sạch vô rồi cũng không xài được. Thành ra Đức Phật nói rằng cái dối trá là cái phi sa môn hạnh, nó không phải cái hạnh chân thật. Mà cái hạnh chân thật đó, thì nó rất là tốt đẹp, nhưng mà cái nói dối đó là một cái, dù nó dối để mà chơi đó cũng không nên nói nữa. Ví dụ vậy chúng ta thấy như là ngày xưa Đức Phật ngày thuyết pháp chỗ này mà nói chỗ kia, thì mình làm người ta rất là mệt mỏi, người ta trèo lội lên, người ta lên tới đó rồi không có, người ta rất khổ sở. Hoặc là ở bên đây có, mình nói bên kia, người ta đi, người ta mệt mỏi rồi, những khi ta không có đi nữa, ta không có mệt mỏi quá rồi, người ta không có muốn đi nữa. Những cái trường hợp đó, khi mà chúng ta ở cái trong cái hoàn cảnh đó, chúng ta trải nghiệm đó, chúng ta mới thấy là thật sự người ta nói dối mình đó, mình rất là tức. Lúc đó mà cái thậm chí nhiều khi chúng ta thấy có nhiều người họ dối gạt chúng ta mà chúng ta biết được, chúng ta tức đến nỗi chúng ta phải giết người đó. Nhưng mà nếu người đó nói thật thì không sao, nói thật thì không sao, bởi vì cái chân thật là một cái gì đó mang lại cái lợi ích cho chư thiên và nhân loại. Còn cái sự dối trá là cái gì đó đem lại đau khổ cho mình, cho người. Bởi vì cái cho mình là gì, nó trở thành những cái thói quen, nó khó, nó nhiều kiếp luân hồi, và những cái thói quen đó nó mang lại những cái hậu quả rất là kinh khủng. Nên quý vị thấy ở trong kinh mô tả cái vị sa môn đó hành lâu, hành nhiều kiếp, nhiều thời gian hành giới, nhưng mà chỉ nói dối thôi, người đó sanh ra có cái thân hình màu vàng, nhưng mà cái miệng nó rất thúi, cái miệng nói ra rất là thúi. Và sau này vị đó nhớ lại vì mình nói dối, vì mình nói dối, mình không nói thật, nên bây giờ mình sanh ra, chúng ta thấy giống như cá cắp bí lá, bạn cá cái vị thì khu cắp bí lá sanh làm cá màu vàng vậy đó, do cái nghiệp đó mà, nghiệp nói phi pháp đó, đúng pháp nói sai pháp, sai pháp nói đúng pháp, có tội nó không có tội, không có tội nó có tội, biết thì nó không biết, không biết nó biết vậy đó, thì do cái điều đó mà làm cho chánh pháp nó mai một cái gì. Bởi vì cái người mà họ nói như vậy, chúng ta nghĩ rằng họ không có nói thật. Ví dụ cái pháp đó là của Đức Phật, họ nói là không của Đức Phật. Cái pháp đó, cái luật đó của Đức Phật, họ nói là không phải của Đức Phật, Đức Phật không có chế.
À, còn cái Đức Phật không có chế thì họ nói là Đức Phật có chế. Thì chúng ta mới nghĩ rằng cái tai hại nó mức độ nào. Cái tai hại nó rất là kinh khủng quý vị. Nếu mà chúng ta suy nghĩ từ ít tới nhiều đó, thì chúng ta mới thấy nó mang cái hậu quả rất là kinh khủng, làm cho người ta sa đọa rất là kinh khủng. Chứ nó không có đơn thuần như chúng ta nghĩ. Thì ở trong cái câu hỏi thượng tọa hỏi thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con xin gợi nhắc lại cái gì cần nói cho cũng cần phải. Và cái trình xin được thượng tọa xin trả lời những thứ tôi chưa bị phô giả khi tôi đại rằng tôi sáng suốt ngày hôm nay họ chuộng về học vấn, họ chuộng về nghiên cứu và xem ra con người là rất là thông thái, rất là thông thái, biết nhiều thứ lắm. Nhưng mà đời sống mà biết nhiều thứ của loài người ngày hôm nay có thực sự là đời sống sáng suốt như Đức Phật dạy không? Xin kính thưa thượng tọa hoan hỷ giải thích điểm này. Dạ, hỏi chuyện tòa tiêu siêu. Dạ. Dạ, tính tòa. Dạ. Tình là một cái thời nha. Một điều lạ là sao thường tỏ cho tẩn hỏi chúng tôi không nhớ nhắc đến cái tên của chúng tôi. Rồi chỉ biết là có đặt câu hỏi và tỉnh thường gọi trả lời thôi. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, một cách tổng quát thì một người có học hỏi nhiều điều trong cuộc sống thì cũng có thể gọi là cái đời sống có cái sự hiểu biết, có cái trí tuệ. Tuy nhiên, nếu mà cái trí tuệ của thế gian ở bên ngoài, cái trí tuệ nó không phải hoàn toàn là tốt đẹp, là đưa đến kết quả mỹ mãn, đem lại cái sự an vui. Bởi vì một người chỉ có học hiểu nhiều trong cuộc sống họ sẽ dựa vào
ý lại vào cái kiến thức nguyên bác, và họ làm ra những điều mà có hại cho người khác, có hại cho xã hội, và cuối cùng thì chính những cái hành vi hại người như vậy sẽ đưa đến tự hại bản thân. Cho nên người mà có học hiểu nhiều, mặc dù cũng có thể gọi là đời sống trí tuệ, nhưng mà cái đó nó không hoàn toàn được Đức Phật là tán thán. Ở đây chỉ có khi mà một người cư sĩ, người hát thô, mà có trí tuệ biết được cái gì là thiện, cái gì là ác, cái gì là tốt, cái gì là xấu, cái gì nên làm và cái gì không nên làm, từ cái trí tuệ đó họ mới trú vào giới. Và họ có thể có chánh ngưỡng chánh niệm và có sự nuôi mạng chân chánh. Nhờ vậy họ được cái sự an vui. Còn như đối với bậc xuất gia, gọi là Papacito, bậc xuất gia, nhờ có trí tuệ đó, cho nên mới suy xét được, quán tưởng được những điều mình đã học. Đây là ý nghĩa của pháp này, vân vân. Rồi ngay cả khi mà thọ dụng cái vật cúng dường, còn vị đó nhờ có trí tuệ cho nên vị này mới không có cái sự tham đắm như vị sẽ di cháu của tôn giả Sankaracatta. Vị sẽ di đó xuất gia xong rồi cứ là buổi sáng sau khi khất thực về xong thì về chùa ngồi thọ thực, ăn một cách tham đắm cái vị sư bác đó. Tức là ngài Sankaracatta ngài mới nói rằng: này Sa Di, ngươi không nên đốt cái lưỡi của ngươi do sự thọ dụng vật thực bằng có quán tưởng. Thì vị Sa Di đó nghe thì tâm rung động, và vị này khởi lên cái sự hổ thẹn và sợ hãi tội lỗi, cho nên chú toàn quán tưởng. Thì vừa dứt bữa ăn thì vị đó đã chứng được quả vị A La Hán. Còn chuyện thứ ba nữa là ở trong chú giải nói rằng vị xuất gia nhờ có trí tuệ cho nên khi mà tu tập
vị đó không có muốn để cho cái đời sống của mình nó đơn điệu nhàm chán, nó tàn lụng. Và vị đó sau khi đã học, đã hiểu được Phật pháp, vị đó liền nắm bắt một cái đề mục rồi khởi sự thực hành Vipassana, tức là minh sát, để đạt đến thánh quả. Thì như vậy đây gọi là một trí tuệ. Và tăng Bát Nhã Chi Vinh Bút Lăng Sích Thăng Chi Vư Tăng Chi Vư Tì Thị Hồ A Húc. Bởi vì cái cuộc sống trí tuệ ấy nó khiến cho con người trở thành cao quý, cho nên bậc trí gọi là đời sống cao quý. Quả thật vậy, Đức Phật này có dạy rằng vô và chát sát tăng chi vi đức bình nha, đức bình nha ở đức bình nô asama hito e ca hang chi vi tăng se vô bình nhập tăng tát sát cha di nô. Dù sống chỉ một ngày nhưng mà có trí tuệ và có thiền định vẫn tốt hơn là sống cả trăm năm mà thiếu trí không thiền định. Đức Phật đã dạy như thế trong bộ kinh. Cho nên ở đây thì trong câu thảo luận số 2 được hỏi rằng là con người ngày nay học hỏi nhiều trong cuộc sống như vậy có gọi là đời sống sáng suốt không? Thì chúng ta nói là có thể, cũng có thể gọi là đời sống sáng suốt so với những người mà họ dốt nát. Nhưng mà cái sự sáng suốt do cái tri thức của thế gian, cái sự sáng suốt đó lợi thì ít mà bất lợi thì nhiều, là bởi vì cái sự sáng suốt đó có thể khiến cho họ sanh ra kiêu mạn, tranh tranh đoạt lợi và làm những cái điều ác vì thân vì khẩu vì ý thì nguy hiểm lắm. Chúng ta phải hiểu được điều đó và chúng ta cố gắng có một cái đời sống trí tuệ theo đạo đức, trí tuệ đạo đức, cái trí tuệ trong thiện pháp, trí tuệ tu tập. Thì như vậy sống đời sống trí tuệ như vậy nó sẽ đưa đến trở thành cái con người cao quý. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi số 2 của Thượng Tọa Đảng như vậy. Nam Mô Bổn Sư. Sa thú khách trưng là Thượng Tọa Thượng Sư. Quý vị hôm nay chúng tôi gặp trục trặc, mặc dù dùng phone nhưng mà cái nick thì theo giác đẳng không được, không được quý vị một nghĩa. Bạch Thượng Tọa Thượng Sư, nhưng Thượng Tọa có ở trước máy đó,
Thì đó có thể chia sẻ thêm một câu nữa, đó là có nhiều người nghĩ rằng mình đã đi chùa, mình đã nhận lời Phật tử rồi thì có nghĩa là mình có đức tin rồi, nhưng mà phải chăng là cái đức tin đó đó nó chỉ là niềm tin sơ khởi thôi, phải không? Và làm như thế nào mà chúng ta có thể vun bồi được niềm tin của mình, gọi là vững hơn, và đánh đó, cái niềm tin mạnh mẽ đó, cái niềm tin sáng suốt đó được thể hiện qua đời sống như thế nào? Xin kính thỉnh Thượng Tọa Hoàng Hỷ trở lại. Thưa tôi chắc đẳng dùng cái nick chùa Pháp Luân đó, không biết là dùng laptop hay là iPhone, giờ mà nghe rất là rõ và cái giọng nói rất là truyền cảm, rất là trong ấm, nghe rõ từng tiếng một, không có mất chữ nào hết. Tốt hơn là dùng cái nick kia bằng iPhone nghe trục trặc quá. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, chúng ta mới vừa đi chùa phát niềm tin, quy y Tam Bảo, cái này chỉ mới là niềm tin sơ khởi. Cái niềm tin đó nó chưa có được an lập trên trí tuệ, và cái niềm tin của người Phật tử chúng ta cần phải được song hành với trí tuệ. Ở trong tăng khi nói đến cái pháp ngũ quyền ngũ lực thì các ngài dạy rằng trong năm quyền, tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, năm lực là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực, thì cần phải có cái sự quân bình hai cặp, tính quyền và tuệ quyền, hay tính lực và tuệ lực, tính và trí là phải cho quân bình, bởi vì đức tin nổi trội hơn trí tuệ thì sẽ khiến cho mình có thể rơi vào tà kiến, hoài nghi và tin những điều phi lý, cả tin những điều phi lý, nó không có lợi ích gì cho cái việc tu tập. Và nếu như mà trí tuệ mà nổi trội hơn niềm tin đó, thì có thể làm cho mình rơi vào cái tình trạng gọi là cồn tri thức, do mình cái gì cũng hiểu, đọc đâu biết đó, cho nên nhiều khi mình hoài nghi, thắc mắc cái này thắc mắc cái kia, rồi có đôi khi mình khinh thường bởi mình hiểu nhiều quá nhưng mà không có niềm tin, cho nên là mình đọc trong những cái bài kinh đó, những cái đoạn kinh đó, những câu kinh đó, mình cảm thấy rằng tại sao Đức Phật ngài thuyết như vậy, cái chỗ này còn cái chỗ hở,
Thuyết như vậy nó có cái sự mâu thuẫn, cái thuyết như thế này thì nó chưa có đúng hoàn toàn, mình suy diễn bằng cái trí tuệ riêng đó, thì lúc bây giờ mình sẽ sinh ra cái sự cứng đầu cứng cổ, kiêu ngạo, và chúng ta có cái sự nghi ngờ đối với bậc đạo sư là Đức Phật, nghi ngờ giáo pháp, nghi ngờ tăng chúng, nghi ngờ học giới, thì nó trở thành những cái tâm quan vô chê tục lá, nó nguy hiểm. Cho nên giữa hai cái gọi là niềm tin và trí tuệ, hai cái này phải cho nó song hành và quân bình với nhau, phải quân bình với nhau, cân bằng với nhau mới được. Thế thì bây giờ người Phật tử chúng ta cảm thấy đức tin của mình đối với Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng, khi mới vào chùa mình kính mến chư tăng nhiều, hay là mình thích nghe pháp, cái đó cũng dấu hiệu của niềm tin. Rồi mình rất là quan hỷ khi nhìn cái tượng Phật, nhưng mà chúng ta xét lại xem coi chúng ta có hiểu rõ về Đức Phật chưa, chúng ta có thể thông suốt những gì mà Đức Phật dạy ở trong kinh điển chưa, về giáo lý Đức Phật dạy những gì là then chốt, những gì là cơ bản, là nền tảng để mà tu tập, chúng ta phải hiểu. Rồi chúng ta hiểu đến chư tăng, chúng ta phải biết rằng là cái mục đích của các vị gia đệ tử của Đức Phật là để đạt đến cái đỉnh điểm nào, và từ xưa đến giờ chư tăng có những vị nào đã đạt đến đỉnh điểm đó chưa, để chúng ta tưởng đến những vị tôn giả như là tôn giả Siddhartha, tôn giả Moggallana, tôn giả Ananda, Anuruddha, v.v. Chúng ta khởi cái niềm tỉnh tính từ các cái bậc lộ tận giải thoát đó, dài dài cho đến những cái bậc mà xuất gia, mà chuyên tâm học pháp, chuyên tâm thiền định, những vị có cái đời sống để phụng sự cho chánh pháp và để phục vụ cho chúng sanh, những vị này khả kính. Bắt đầu chúng ta do suy xét bằng cái trí tuệ, một cái niềm tin ta bảo chúng ta mới bắt đầu chắc thật. Chứ còn cái niềm tin của chúng ta mà không có trí tuệ đi kèm đó, thì cái niềm tin đó thưa quý vị, nó tùy hứng lắm. Bữa nay nghe vị này thuyết giảng, mình mới nghe xong mình quan hỷ quá, mình tán thán. Nhưng mà rồi mai mốt cái mình đi nghe cái nghe vị khác thuyết giảng, mình không hiểu gì hết, mình thấy vị đó thuyết giảng trôi chảy, nói hùng hồn, lưu loát, có sức thuyết phục, mình chưa biết là cái nội dung như thế nào, nhưng mà hễ mình bị thuyết phục rồi là mình tin theo, là mình phủ nhận cái đã rồi. Cái chuyện đó là nó tai hại vô cùng chứ, nó tai hại lắm. Cho nên khi mà chúng ta tu tập, chúng ta phải biết rằng nếu mà chúng ta muốn đạt đến cái hiệu quả trong cái tu tập, để đức tin là một lẽ, nhưng mà phải có trí tuệ sâu sắc. Mà khi chúng ta là người có trí tuệ nhanh nhạy bén, thì chúng ta phải thiết lập cái niềm tin của chúng ta cho nó vững chắc một chút xíu, thì có cả hai cái trí tuệ và cái niềm tin và trí tuệ như vậy, thì chúng ta mới được an toàn, mới bảo đảm trong việc tu tiến. Chúng tôi xin được chia sẻ cho quý vị qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đạo vừa nêu Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú kính trân thưa tổ sư, bạch sư tổ đức và thưa quý phật tử, thì giờ còn lại của chương trình ngày hôm nay xin được vài tiếp theo lời của chư tăng. Nếu mà chúng ta để thấy rằng mỗi một cái thời đại, mỗi một trong của cuộc sống đó, thì con người lớn lên với những giá trị khác nhau. Chúng tôi nhớ là hồi chúng tôi còn nhỏ đó, ở gần ngoại một thời, chúng tôi có cái cảm nhận rằng đó là thời mà người ta rất là trọng chữ nghĩa, nhất là những người biết chữ Nho. Người ta thấy rằng đó là những cái gì có giá trị, hay là nó có một số cái luân lý đạo đức nào đó được người ta đề cao trong thời gian đó, bên cạnh các tôn giáo đó. Thì là thời xưa mà nói là nhân nghĩa lễ trí tính, hay là đạo của người quân tử, vân vân, thì những cái chân lý bất di bất dịch mà có chút nghĩa, có chút hiểu biết về điều đó, thì họ xem như là người có tư cách, người có cái điều đáng trọng. Thôi thì chúng ta đang đi vào một cái hướng tương đối khác hơn, chúng ta nặng về tiền hơn. Thời đại này, thời đại mà ai có công việc làm tốt, tạo ra nhiều tiền ấy, thì chúng ta thấy rằng người đó đáng trọng. Và nghiệp thì người giàu có mà không có quá, thường người ta dùng cái chữ rất là không đẹp, gọi là trọc phú. Dạ, trọc phú. Còn bây giờ thì chúng ta nghe ai nói, ít khi ai nói chữ trọc phú, mà ai có giờ họ dùng cái chữ mà nó còn là ngày xưa đại gia. Dạ, ngày hôm nay chỉ là một người có tiền thôi, nhưng mà được gọi là đại gia. Và thời bây giờ đó thì người ta có vẻ như trân trọng về cái kiến thức liên quan đến khoa học kỹ thuật nhiều, tức là về công nghệ nhiều. Dần dà những cái giá trị nó trong bóng tối, hay là nó trở yếu. Chúng tôi sống ở trong chùa chiền, ở trong giới tu hành, chúng tôi cũng đa phần bây giờ đó, người ta ít có khi mà có tư cách có sự tu tập, mà người ta thường trọng vọng hay là có chùa lớn, thậm chí là có những cái nổi trội về mặt truyền thông nào đó. Thì nếu mà chúng ta gọi là thời thế, có lẽ là mỗi một cái giai đoạn, mỗi một cái trào lưu của xã hội đó, người ta có đặt để những giá trị khác nhau. Trong bài học này đó, thì đây là câu hỏi của chư thiên, câu hỏi bị thiên, nhưng mà câu hỏi bị thiên, nhưng mà Đức Phật ngài là người, và trong bốn câu trả lời của Đức đều liên ở trong này. Và điểm đường tiên đó là tài sản, tài sản Đức Phật tích là Đức. Chúng ta cũng có Đức và nhưng mà là một trắng tinh, là chúng ta cơm ăn, ta đấu sống tinh tài một quý. Thật ra trong nó có nhập tin ở Tam Bảo, là niềm tin ở những giá trị gọi là vượt bậc, những giá trị cao quý nhất trong cuộc đời. Nhưng mà đôi khi niềm tin còn
nằm ở chỗ đó là một cái gì rất là mạnh mẽ, một cái nghị lực phi thường. Như một bài kinh mà Thượng Tọa Thiền Siêu cũng có đề cập là kinh Alamaka, thì hỏi là người ta vượt trùng dương bằng gì? Ta vượt trùng dương bằng niềm tin. Chúng tôi đã sống ở trong một cái thời kỳ mà người Việt Nam vượt biển rất là nhiều. Tới trại tị nạn Bulawayo thì chúng tôi biết rằng có những chiếc tàu rất là mỏng manh, mà họ dám vượt biển. Nhưng mà bởi vì họ biết là gian nan đó, họ biết là nguy hiểm đó, nhưng mà họ có cái niềm tin mạnh mẽ, và cuối cùng thì họ đặt chân đến bên bờ tự do. Thì cái niềm tin là cái gì rất là khó nói trong cuộc sống, thưa quý vị. Thí dụ như những người di dân đến Hoa Kỳ, đôi khi họ đến từ bàn tay trắng, nhưng mà họ tin vào nghị lực, tin vào sức khỏe, tin vào sự phấn đấu, và cuối cùng họ làm lại được cái sự nghiệp, là sự nghiệp rạng rỡ ở xứ người. Trong lúc đó những người mà lớn lên ở tại đây thì họ chỉ đi làm công cho người khác, họ không có tin tưởng vào đôi tay, họ không tin vào sự nghiệp của họ, mà họ chỉ tin rằng có ai đó mướn họ về họ làm thôi. Nó khác biệt với nhau là ở niềm tin. Rồi có những người là họ hoàn toàn không có niềm tin gì hết. Thí dụ như thưa vị, hồi trước á, chúng tôi có gặp nhiều trường hợp là có những vị sư, có những vị thầy mà các vị nói rằng dạy Phật pháp mà mình mở đạo tràng, có ở trong một ngôi chánh điện, trong một cái giảng đường mà chưa chắc người ta đã chịu học, thì làm gì mình mở Phật pháp online ngồi nói chuyện với cái máy mà người ta học. Nhưng mà thưa quý vị, ban đầu chúng tôi tổ chức lớp podcast, chúng tôi không có nghĩ là phải đâu, chúng tôi nghĩ là 5-10 người. Nhưng mà điều quan trọng là hàng ngày có thể nghe pháp, hàng ngày chư tăng sẽ thảo luận, và chúng tôi tin rằng điều đó là điều lợi lạc, thì cứ làm. Thì bây giờ cũng duy trì 20 năm rồi, hơn 20 năm rồi. Quý vị thấy là chúng ta làm điều đó bằng bằng cái niềm tin. Và chúng tôi nhớ rằng khi Đức Phật nói rằng người ta vượt trùng dương bằng niềm tin, thì câu nói đó phải hiểu rất là khác với cái quan niệm là mình vượt trùng dương bằng tàu, bằng bè, vượt trùng dương bằng phương tiện này, phương tiện khác. Nhưng mà chúng ta nói đến một sức mạnh nội tại. Và cái sức mạnh đó đôi khi mình thấy không được, mình cảm không ra. Nhưng mà nó đâu đó, tuy rất mơ hồ, rất là trừu tượng, nhưng mà lại có sức mạnh lớn. Trong câu thứ hai, khi Đức Phật Ngài dạy rằng hành trì pháp thì mang lại sự an lạc, mang lại hạnh phúc. Câu này cũng là một câu mà nghe thì dễ hiểu, nhưng mà áp dụng không dễ. Chúng ta tin rằng cái gì làm cho chúng ta hạnh phúc chứ? Rồi chúng ta tin rằng tìm một người bạn đời tâm đầu ý hợp. Chúng ta tin rằng mình có tiền nhiều ở trong ác khao. Rồi chúng ta tin rằng có quý nhân phù hộ. Chúng ta tin rằng chúng ta có theo đuổi một cái ngành nghề gì đó mà nó hợp với mình thì mang lại sự an lạc. Nhưng mà thật ra có một cái áo nghĩa, có một cái ý lý rất là quan trọng ở trong cuộc sống. Cái ý nghĩa đó là có những thứ gọi là chân pháp, có những thứ gọi là thiện pháp, có những thứ gọi là chánh pháp. Và những nguyên tắc sống này, những đạo lý này, nếu chúng ta áp dụng vào trong đời sống và chúng ta tin như vậy, chúng ta thường áp dụng như vậy, thì chúng ta sẽ thấy được cái sự an lạc. Ngày nay thưa quý vị, người ta hay nói là người có đạo ở Việt Nam, người Thiên Chúa giáo họ đã thành công khi mà họ dùng cái chữ gọi là có đạo chỉ như người theo đạo Thiên Chúa. Nhưng mà ngày xưa đó, ở Việt Nam chúng ta, người ta dùng cái chữ đạo học, hay là đạo của người quân tử, hay là đạo lý. Thì chữ đạo lý ngày xưa đó nó giống chữ pháp, chữ Dhamma mà của người Ấn Độ họ dùng vậy đó. Tức là những cái lẽ phải, những cái quy luật chính xác, và ai sống với quy luật này thì người đó được an lạc. Thí dụ như bây giờ một người mà ăn uống đúng cách thì khỏe hơn là người ăn uống bừa bãi. Thì trong cái cách ăn uống có những cách
tốt là có những cái không tốt. Cái tốt đó gọi là đúng pháp, trên phương diện ăn uống. Ở trong cách sống đó, có những cách sống gọi là hiền thiện, cách sống được người khác mến mộ, và có những cách sống mang lại tai hại cho mình. Thì ở trong đó có cái sống với pháp và cái phi pháp. Chúng ta mai rằng con Phật có một cái kho tàng kinh điển để lại. Nhưng mà chúng ta phải có cái niềm tin mạnh mẽ, đó là kỳ pháp thì tất an lạc. Sự an lạc đến với chúng ta từ cái sự thực hành pháp mà Đức Phật dạy. Sự an lạc chúng ta đến từ cái sự thọ trì, tin tưởng, theo đuổi những cái nguyên tắc tốt đẹp, nguyên tắc gọi là Dhamma. Kỳ pháp thì tất an lạc. Ngày xưa người Trung Hoa có câu nói gọi là cụ pháp triêu triêu lạc. Cụ pháp triêu triêu lạc, người ta nói rằng cái người mà sống mà không có những hành vi sai quấy, mà sống đúng pháp đó, thì được sự an lạc. Nhưng mà trong đời sống chúng ta thì ít khi nào chúng ta nghĩ đến điều này. Mình nghĩ rằng đời sống niềm vui, đời sống an lạc là mình có được chỗ ở an lạc, mình có một cái nguồn lợi tức ổn định, mình có được một cái người bạn tâm đầu ý hợp chẳng hạn. Nhưng mà chúng ta quên bẵng đi một điều là ở trong cuộc sống, cái sự an lạc chính yếu nó đến từ một cái nguyên tắc gọi là kỳ pháp. Kỳ pháp tức an lạc. Và chúng ta cũng nói đến một cái đặc điểm khác mà Đức Phật gọi là chân thật là vị tối thượng. Khi mà chúng ta nói đến cái vị tối thượng ở đây thì chúng ta nói rằng nó làm cho cuộc sống có ý nghĩa, nó làm cho cuộc sống chúng ta thật sự rất là đáng cảm kích. Thì thưa quý vị, con người sống trong đời này đó, nếu mà gọi là gian dối thì là lừa đảo, còn nếu khéo léo thì người ta đãi bôi. Nhưng mà có những người sống rất thật, họ nói sao làm vậy, làm sao nói vậy, và họ không có cố tình để lừa gạt người khác, cố tình để đánh lạc hướng người khác. Và thậm chí có đôi khi họ nói thật và người ta chê họ cũng nói. Nhưng mà thưa quý vị, có sống trong hoàn cảnh đó, có trải qua trường hợp đó, mình hiểu tại sao là chân thật là vị tối thượng. Chúng tôi nhớ là khoảng 18 năm, 19 năm về trước, chúng tôi có đọc một bài báo về một cái trường hợp mà được đăng ở trên cái tờ Reader's Digest. Và bài báo nói về một thương gia Hồng Kông, ông sang bên Quảng Châu đó, để ông mua những cái thiết bị, tức là những cái máy móc mà cho cái tiệm computer của ông ở Hồng Kông bây giờ. Thì không biết tình cờ nào đó mà người ta giới thiệu ông đến một cái cửa hàng chuyên bán những cái đồ phụ tùng mà người ta gọi là phụ kiện, bây giờ gọi là phụ kiện, ngày trước vẫn là gọi là phụ tùng, cho máy computer. Thì ông vào á, ông coi sơ qua một số mặt hàng thì ông thấy rằng có vài cái mặt hàng mà ông thấy tương đối rẻ, giá tốt, bộ mua những cái đó mang về để lắp ráp cho cái máy mình. Và ông hỏi cái người chủ vậy chứ, nếu cái này mà tôi mua số nhiều đó, thì cái giá có bớt không? Cái giá như thế nào? Thì thay vì trả lời rằng cái giá nó sẽ tốt hay không tốt, cái giá nó sẽ cao hay thấp, thì cái ông chủ tiệm cũng không trả lời như vậy. Mà ông lại hỏi ngược lại, vì chứ ông mua cái này về để làm gì? Ông mua cái này để làm gì? Để dùng vào việc gì? Thì cái người khách hàng họ mới nói là tôi định mua về để lắp ráp bộ máy như vậy vậy đó. Thì cái ông chủ tiệm nghe nói vậy thì ông mới trả lời rằng cái này đúng, ông đem về ông có thể ráp vào máy nó chạy, nhưng mà tôi nghe cái máy của ông nói đó thì ông cần những cái phụ kiện tốt hơn, còn cái mà tôi đang bán ở đây đó xài thì tương đối thôi, xài tạm thôi, nhưng mà để máy lâu dài thì nó sẽ cháy, nó không chịu nổi đâu,
vậy thì ông cố gắng ông tìm cái gì đó tùy cái giá nó cao hơn nhưng mà nó sẽ bền hơn. Còn ông mang cái này về 5-7 tháng rồi nó lại gặp trở ngại nữa. Thì thưa quý vị, thời đó người ta không ở tại Trung Quốc, người ta không có cái ý niệm về bảo hành, tức là mua xong á thì được mua vừa bán được thôi. Nhưng mà chúng tôi đọc trong cái bài viết và đăng trên tờ Reader's Digest đó, thì cái người khách đó vốn là một thương gia rất là giàu có Hồng Kông, và ông nghe ông kia nói như vậy đó thì mới nói rằng thôi bây giờ ông có thể giúp tôi không, ông là người làm ăn ở đây thì ông dẫn tôi đi đến chỗ nào mà tôi có thể mua những phụ kiện mà nó đủ tốt đủ bền cho những cái máy của tôi, và tôi sẽ trả cho ông tiền commission để làm việc đó. Thì cái người này đã dẫn ông đi, dẫn ông đi đến những cái nơi mà mua được những cái thứ mà ông muốn. Nhưng mà từ đó trở đi á, thì cái người thương gia Hồng Kông này, ông luôn luôn trở lại cái tiệm đó, cái tiệm của một người mà đã từ chối bán cho mình. Mặc dù lúc cái người đó họ bán thì họ được tiền, nhưng mà vì họ là một người rất là chân thật, họ biết là họ bán được tiền nhưng mà cái máy này, cái phụ kiện này nó sẽ không bền với cái máy móc của ông bên kia. Và họ nói thật, mặc dù nói như vậy đó đi một cái món tiền lời. Thì mình đọc câu chuyện đó, mình đọc mình cảm thấy rất là sung sướng, rất là hạnh phúc. Mình cảm được cái hương vị của sự ở trong cuộc đời này, thì con người mà thành thật đến chỗ mà đặt cái sự thật lên trên cái quyền lợi, đặt cái sự thật lên trên những cái gì mà mình nghĩ rằng nó có tất cả nhất thời, mà để tôn trọng cái sự thật đó, không phải dễ tìm. Và nếu chúng ta trải qua những trường hợp thì chúng ta sẽ rất là quý, chúng ta sẽ đặc biệt cảm thấy rằng cuộc sống nó có ý nghĩa lắm. Và lúc đó chúng ta sẽ thấm thía câu đó rằng chân thật là vì tối thượng. Ở trong cuộc đời này, sống với nhau cho dù khéo nói, cho dù là một người giỏi xã giao vân vân, cũng không bằng sự chân thật. Bởi vì cụ Hiến Lê cũng có biết một câu ở trong một cuốn sách mà chúng tôi không nhớ ở đâu, cũng nói rằng con người có thể rất giỏi về xã giao, nhưng mà cuối cùng thì mình nên nhớ một điều rằng trong cái quan hệ giữa con người với con người không có cái gì qua sự chân thành. Sự chân thành ở đây nó cũng là một sự chân thành. Cho dù cái sự chân thành đó đôi khi nó rất là vụng về, cho dù sự chân thành đó đôi khi làm cho người ta cảm thấy thất vọng, nhưng mà về đường dài là trong cái tình bạn, trong cuộc sống, thì chính cái sự chân thật giữa người này và người kia nó mang lại cho chúng ta những cái ý nghĩa rất là lớn. Bây giờ thì thứ gì chúng tôi muốn nói đến một điểm sau cùng, hết thì giờ thật, chúng tôi chỉ nói ngắn thôi, đó là cuộc sống sáng suốt. Và cuộc sống sáng suốt có một đặc điểm mà ngay nếu chúng ta tiếp xúc với những người phương Tây, dù là ở Âu Châu hoặc Hoa Kỳ, Úc, nếu mà những người nào mến mộ đạo Phật mà họ không phải là Phật tử nhưng mến mộ đạo Phật thì họ thường nhắc đến chữ wisdom, sống với wisdom, và họ tin rằng Phật pháp đó là cho cuộc sống chúng ta có những người ý sống sáng suốt. Sống sáng suốt là gì? Là trong hoàn cảnh đó, trong cái điều kiện đó, có nhiều khi người ta sống theo thói quen, người ta sống theo trào lưu, người ta sống mà không có ánh sáng của trí tuệ. Và quá thật, ở trong cái những cái giai đoạn lịch sử mà loài người có được nhiều cái gọi là đáng nói, thì người ta gọi là Enlightened Age, tức là một cái thời đại mà con người sống với rất là nhiều cái ánh sáng của trí tuệ. Enlightened. Ở đây chúng ta muốn nói đến là nghĩ về là cuộc sống mà đáng sống nhất là cuộc sống có hiểu biết, là cuộc sống có sự mẫn tiệp, cuộc sống có ánh sáng của tuệ giác. Còn nếu sống mà con người chỉ biết tranh danh đoạt lợi, con người chỉ biết vui buồn thương ghét bằng cảm tính, con người chỉ biết quan trọng về cái địa vị, quan trọng về cái môn đăng hộ đối, quan trọng mà hoàn toàn thiếu mất ánh sáng của trí tuệ, thì thật cái cuộc sống về đó mà đáng sống. Chúng ta nên đọc kỹ và đem bốn điều này trở thành tâm niệm. Và đó là những giá trị không phải do một bậc hiền riết bình thường nói, mà do Đức Phật là bậc đại giác nói. Ở trong cuộc đời này, đức tin hay là niềm tin là tài sản lớn nhất. Niềm tin là tài sản. Trì pháp thì ác mang là an lạc. Chân thật là vị tối thượng. Và sống sáng suốt
là đời sống rất đáng sống. Chúng tôi xuất chương trình sinh hoạt hôm của Room Phật Pháp Quỳnh Ma, kính riêng Chư Tôn Đức đã vào Room để thuyết giảng định lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Ngày mai này chúng ta sẽ có một bài của môn tương ứng bộ và vị giảng sư là Thượng Tọa Pháp Đăng. Hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi đúc kết học ngày hôm nay. Con Nhật Huỳnh thay mặt đại chúng trong Room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong kỹ, không làm các ác nghiệp, hưng tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời Chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt để lợi cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ, và con cung thỉnh đại đức Thầy Tri để nhạc kinh giùm con ạ. Yang kinh kusala kamang ka pa pangiri yang mamakaye na vaja manasa vidase sukatang katang yeta ta sanyino ati ye yasa ta sanyino katang bunya palang mayan sape paki pawantu te ye tang katang suri tang yendang bunya palang maya ye jata con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh gọi nhân mẹ cha thầy hộ ân nhân hiện tiền quá ban tròn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận cho hòa pháp luân thường kiện nhà nhà an thương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành vốn hòa vị nhân tu sa pang su mang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti on tu ni ro an tang o tu sa pang su mang ga lang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa tha ma lu pa ve na so ti on tu ni ro an tang o tu sa pang su mang ga lang ga khan tu sa
chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Bích Thá Tham Ma xin phép được đóng trơn trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị.